Xin chào các khán giả của Chôn Chôn Vít Sấp. Xem phim nhớ like và bình luận cho mình nữa nhé. Không like là làm tiểu quái xanh nha, hi hi. Các bạn có thể tin được rằng người trước mặt này là thần tử cấm địa thời không? Chỉ vì hắn sinh sai thời đại nên bị đại thần của mình phong ấn suốt 1 triệu năm. Bây giờ chư thiên khởi động lại, thời đại phục hồi đã đến. Thiên mệnh chi tử tầng tầng lớp lớp từ phong ấn ngủ say bừng tỉnh lại. Hệ thống chưa liên kết, Mưu tướng lập kế hoạch trở thành phiên bản hắc thần cấp chư thiên. Hệ thống hắc hoàn thành, phạm vi săn bắn của chủ nhân sẽ bao trùm đến 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo cũng sẽ trở thành con mồi của chủ nhân. Người cái tên này sao lại tự động liên kết thành công như vậy? Buồn, hệ thống đã hắc hóa, coi như chủ nhân người không muốn cũng phải muốn. Vậy cũng không muốn trách ta độc ác đấy. Chờ đã chủ nhân, trước đừng vội vã đuổi ta đi, ta có lẽ vật muốn tặng cho ngài mà. Vô đạo, ta đã dành nhiều kỷ nguyên trong lúc người ngủ say để che chở cây thiếm dương ngọc này, cấp nhặt rất nhiều kỳ chân dị bảo cổ xưa. Cha, ngài là từ đâu thu hoạch được nhiều như vậy chí tôn? Những năm gần đây, có không ít tự nhận là mình vô địch chư thiên cổ lão cường giả, hoặc là tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên kiêu. Sau đó ta đều đánh bại tất cả những kẻ dám tấn công đến đây. Vốn muốn đặt 206 mảnh xương chí tôn, nhưng chỉ rất 49 chủ nhân xương chí tôn. Về sau bọn hắn thế mà rốt cuộc không dám đến nữa. Ta mới ngủ say bao lâu, người sở hữu chí tôn xương đã như thế tràn lan rồi sao? Có chút thú vị đấy. À, ở đây còn có hơn 10 đôi trọng đồng. Tuy nói người đã có thời không thần đồng, nhưng nếu hấp thu sức mạnh của 10 mấy đôi trọng đồng này, đối người cũng có lợi ích to lớn. Thần tử đại nhân, chúng tôi cũng có lễ vật muốn tặng. Cảm ơn các vị tiền bối. Ngươi vừa nói có quà lớn để tặng ta mà đúng không? Ngươi chắc chắn rằng phần thưởng dành cho tân thủ của ngươi có thể so được với những bảo vật mà các vị tiền bối cấm địa đã tặng ta sao? Nhưng đồng đồng đã dùng toàn bộ kinh phí cho việc thăng cấp phá giải hệ thống mua bản. Đồng đồng thật sự là không có kinh phí nữa. Chủ nhân có thể hay không? Tha thứ, đừng đuổi đồng đồng đi. Thật là một thứ vô dụng, chỉ biết khóc cả ngày. Hamon, cứ chờ đấy. Haha, thần tử vô đạo này đã tỉnh giấc. Chắc chắn về sau sẽ đi du lịch khắp chu thiên vạn giới, khiến muôn vạn sinh linh chứng kiến uy phong của thần tử. Với tư cách là thần tử của cấm địa thời không, tất nhiên cũng phải có một con tọa kỵ ra dáng xứng đáng. Nhìn có vẻ không tệ đấy. Đinh, sau những nỗ lực không ngừng của bốn hệ thống, gói quà tân thủ đã được hack thành công. Phần thưởng tân thủ cấp thần tự động phát. Chúc mừng chủ nhân đã đạt được 206 khối bản nguyên thể chất hồng mông tiêu. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành thần cấp đánh dấu, thu hoạch được vạn tượng thần binh. Tiên thiên linh bảo sinh ra từ thần thoại thời đại, có thể tự chuyển đổi hình thái thần binh theo ý muốn của chủ nhân. Hiện tại đang ở cấp thánh binh, có thể tự nâng cấp tùy theo tu vi của chủ nhân. Đinh, chúc mừng chủ nhân đã thu được đạo ảnh tiên quyết. Công pháp này có thể thống nhất thiên địa, luyện đến cực điểm, người ta còn có thể bước vào trong truyền thuyết tiên đạo hồng mông đạo. Này hệ thống, ngươi thế mà có thể lấy ra những thứ thần diệu như vậy, và cái gọi là hệ thống chi thần mà ngươi vừa nói, đến tột cùng lại là lai lịch ra sao? Mỗi ngày một lần chư thiên đi săn đã mở ra, nếu chủ nhân không sử dụng cũng sẽ tự động tích lũy cho chủ nhân. Chư thiên đi săn là cái gì vậy hả? Chỉ cần chủ nhân mở ra chức năng chư thiên đi săn, hệ thống có thể ngẫu nhiên tiến hành săn bắt trong chư thiên vạn vực. Phạm vi sẽ bao gồm các loại thiên địa thần vật, cổ lão truyền thừa, thậm chí là 3.000 đại đạo. Thế mà lại có thể săn bắt cả 3.000 đại đạo. Vậy thì hãy bắt đầu mở ra chư thiên đi săn của hôm nay đi. Đang tiến hành săn bắt. Chúc mừng chủ nhân đã thành công đạt được 186 mảnh vỡ của thành cấp huyết thiên kiếm quyết chản thiên kiếm đạo. Tiến độ săn bắt chư thiên kiếm đạo là 186 trong 999.999. Hệ thống, nếu tiến độ săn bắt chư thiên kiếm đạo đạt đầy đủ, vậy có nghĩa là ta có thể hoàn toàn nắm giữ chấp trường chư thiên kiếm đạo à? Chính như lời chủ nhân nói, chỉ cần hoàn thành tiến độ săn bắt là có thể hoàn toàn nắm giữ chư thiên kiếm đạo. Mỗi lần chỉ cho vài mảnh vỡ đại đạo như vậy, ta phải đợi bao lâu để săn bắt hết 3.000 đại đạo? Cái này cũng quá lâu đi à? Theo chủ nhân tu vi tăng cao, mỗi lần săn bắt sẽ thu được càng nhiều mảnh vỡ đại đạo. Và nếu chủ nhân đến săn bắt những kẻ có thiên mệnh hoặc đại vận khí tối thượng, sẽ thu được thiên mệnh điểm. Thiên mệnh điểm là cái gì vậy? Thiên mệnh điểm có thể mở rộng thêm hệ thống săn bắt chư thiên. Vậy ngươi có gợi ý con mồi nào không? Xung quanh chủ nhân, trong vài đại đạo nội vực đều có năng lượng dao động của những người có thiên mệnh. Xem ra, thời đại hoàng kim phục hưng này thú vị hơn so với những gì ta tưởng. Vô đạo, tiếp xuống chúng ta muốn đi tới tổ địa để bàn việc quan trọng. Tất cả trưởng lão đang ở đó, bây giờ ngươi đã thức tỉnh, liền đi gặp bọn hắn một chút đi, những vị đệ tử danh sách cũng đang ở đó nữa đấy. Mọi người có thể tin được không? Cái tên này là thần tử, lại ẩn náu ngay bên cạnh thần thoát phái con gái của họ cùng với hắn. Luân hồi tông đã tái sinh, nữ đế vỗ xuống trong tông thánh nữ để đưa tặng vô đạo thần tử. Thiên mệnh chi tử là một tên nịnh hót, nhất định phải mang theo lão gia già mạnh mẽ xông tới cấm khu trợ giúp nữ thần tìm về ca ca của cô ấy. Các đạm vương đều nói rằng thiên mệnh chi tử rõ ràng đang tìm đường đến chỗ chết. Cái gì thời không cấm khu chứ? Ta Diệp Thần sẽ xuyên phá nó bằng một kiếm.
Nghe đồn rằng, thân tử vô đạo trong thời đại hủy diệt khó tìm được đối thủ, phong ấn triệu năm. Bây giờ tỉnh lại, không biết trong thời đại phục hồi này, thân tử có thể tìm được một đối thủ xứng tầm không nhỉ? Haha, lúc này thân tử vô đạo tỉnh lại. Ở cấm địa thời không của chúng ta, thế hệ trẻ tuổi chắc chắn lại sẽ lên đến một tầm cao mới. Cha, các vị trưởng lão, nếu như ta thành công thách đấu với thân tử, liệu ta có thể thành công thay thế vị trí của thân tử hay không? Huyền Dương, sao ngươi lại nói những lời ngông cuồng như vậy? Các vị trưởng lão, trong thời không cấm khu của chúng ta chẳng phải luôn là tôn sùng cường giả sao? Nếu ta có thể đánh bại thần tử, vì sao ta không thể thay thế vị trí của hắn? Nịch tử, ngươi quả thực là một tên tứ chi phát triển, đầu óc mù si đơn giản. Không trụ nguyệt, ý ngươi là gì? Hôm nay, thời không thánh điện thật là náo nhiệt đấy nhỉ? Gặp qua vô đạo thần tử. Đây chính là vô đạo thần tử sao? Các ngươi chính là các vị đệ tử danh sách của thời không cấm khu phải không? Bài kiến vô đạo thần tử. Không Huyền Dương, ngươi không phải muốn thách đấu vô đạo thần tử sao? Muốn thay thế vị trí của thần tử mà. Bây giờ vô đạo thần tử đã đến, sao ngươi vẫn chưa đi thách đấu với ngài ấy? Hamum, ta không phải kẻ chẳng có trí tuệ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, có thể trấn áp một đầu thánh nhân cảnh thương long. Thực lực của thần tử nhất định át hẳn vượt xa ta. Bản thần tử bây giờ vừa mới xuất thế, nghe nói thời không cấm khu cửu đại đệ tử danh sách của chúng ta thiên phú chắc tuyệt. Không biết có ai muốn đến tận đây và giao thủ cùng bản thần tử một chút hay không? Thường Thanh, con trai ngươi không phải muốn trở thành thần tử sao? Sao không cho con trai ngươi lên đó với thần tử giao thủ một trận? Hừ, lão già hỗn đản Huyền Dương, con trai, đã ngươi nói muốn thách đấu thần tử, sao không lợi dụng cơ hội này mà giao thủ luận bàn với thần tử một phen? Chết tiệt, đến lúc sống chết rồi, không chết thì chỉ có đợi chết, không chết được vạn năm cũng phải liều mạng. Không Huyền Dương, gặp qua vô đạo thần tử. Vô đạo thần tử, lần này giao thủ, ngươi không cần lưu thủ. Thằng nhãi này quá tự phụ, còn xin thần tử làm chỉ giáo. Vậy ta trước nhàn nhạt bộc phát một chút khí tức, như thế sẽ càng có trang bức hiệu quả. Ấy cha, khí tức thật là khủng bố, chỉ đơn thuần phát ra khí tức mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngươi cũng đừng quên, thần tử lại còn sở hữu hai đại bản nguyên thể chất, đã siêu thoát ra 3000 đại đạo. Thần tử đại nhân thật mạnh, bản thần tử cũng sẽ không ức hiếp ngươi. Nếu ngươi có thể làm ta lùi lại một bước, thì coi như là ngươi đã chiến thắng. Hãy nhìn kỹ đây. Đây chính là thể chất của Huyền Dương, thần thông long tượng trên thiên pháp tượng. Trước đây, Huyền Dương đã dựa vào thần thông này để đánh bại đệ tử của Diêu Quang Đế Nữ. Thực là bá đạo vô cùng. Khí thế không tồi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra? Ta tại sao thua? Thần tử của thật quá mạnh mẽ. Ban đầu ta tưởng rằng đệ tử Huyền Dương ít ra cũng có thể giao thủ với thần tử vài chiêu, không nghĩ tới một chiêu liền bị đánh bại. Chỉ có thể nói thần tử đại nhân thật sự vô địch. Về sau, thần tử đại nhân chính là vị thần tượng vĩnh cửu của ta. Không Huyền Dương, cái tên tiểu tử này lại còn muốn thay thế vị trí của thần tử, quả thật không còn gì để nói. Ha ha, Thường Thanh, xem ra Huyền Dương muốn trở thành thần tử, chỉ sợ còn phải cố gắng rất lâu nhỉ. Ha ha, người trẻ tuổi máu nóng lại còn tâm khí cao ngạo, chịu một ít trở ngại cũng sẽ có rất nhiều lợi ích đấy. Thường Thanh, cũng không nên bởi vì con trai ngươi bị đánh bại nhanh chóng mà cảm thấy xấu hổ. Huyền Dương còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Ha ha, bị thần tử đánh bại là chuyện đương nhiên. Thằng nhãi con này làm ta quá mất mặt. Về nhà ta sẽ giáo huấn ngươi. Song song, về nhà lại bị đánh thêm. Cảm ơn thần tử chỉ dạy. Các vị còn có ai muốn giao thủ với bản thần tử không? Không, không cần đâu. Năng lực của thần tử đã vượt xa với chúng tôi rồi. Chúng tôi đều kính phục. Thần tử quả là nhân vật phi thường. Lão tổ, thời không cấm địa của chúng ta vừa nhận được thông báo, có hai người tự xưng là đỉnh cấp thiên kiêu của Tây Huyền Đạo rời đến đây, nói là muốn thách đấu các đệ tử tinh anh của chúng ta. Đinh, phát hiện bên ngoài thời không cấm địa có hai tên thiên mệnh người, khí vận thiên mệnh của họ vô cùng dồi dào, đề nghị chủ nhân mau mau săn rớt những người thiên định. Thiên mệnh chi tử sao, hình như có chút thú vị rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại ở video sau. À, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nữa nhé. Yêu cả nhà, bye bye.